Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của BQ Time. Còn bên đây là ai nhỉ? Bên đây chính là ốc xinh gái. Và ngày hôm nay nghe nói anh BQ Time sẽ chơi một cái game mới nha các bạn. Và cái game mới này thì có rất nhiều nhân vật kỳ bí và cũng có hơi một chút đáng sợ. Nên ốc đã phải lên đồ, mặc một chiếc áo hổ báo. Đây, rất hổ báo. Đâu hổ, đâu hổ. Đây, 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 hổ đây các bạn. Đây, 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 đây. Lên đồ trông như con rổ các bạn ạ. Thôi, không dài dòng nữa. Chơi chán Poppy Playtime cũng như là giờ Baby in Yellow rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới tên là Little Nightmares. Đúng rồi. Và có rất nhiều những nhân vật đáng sợ cũng như là bí ẩn sẽ xuất hiện. Các bạn cùng đón xem nhé. Nếu bạn nào sợ game kinh dị có thể out ra luôn. Còn nếu bạn nào đam mê thì theo Trần Anh, Bưu Lành và chị ốc. Đi rồi. Và trước tiên thì hãy nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh giúp chúng mình và hãy xem quảng cáo. Game này chúng ta có thể được chơi trên tay cầm nha các bạn. Và ở đây có cái sẵn cái tay cầm rồi. Chúng ta chơi luôn nhé ốc. Ok. Đây là cái trailer này. Ui, đây như là một cái căn phòng, một cái lối đi gì đấy các bạn ạ. Ờ, trông kiểu... Không không, không phải căn phòng, mà là một con ngõ nhỏ dẫn đến một cánh cửa đúng không? Đúng rồi. Và trông nó rất như kiểu bị ảo các bạn ạ. Nghe nói đây là trong TV sao á. À vậy hả, ảo ma Canada đúng không? Nền gạch này, tường gạch này. Đó, đúng cánh cửa luôn. Có hình con mắt ở trên cánh cửa. Ồ. Không biết nghe âm thanh hơi ghê nha. Ui, ui là trời. Có cái làn khói đen. À, vậy là... Ồ, đây là anh hả? Ờ, đây chính là anh này. Ui, sao anh ơi, em bảo này sao trời nóng thế mà anh đội mũ lông chi vậy? Đây là trong game, trong rừng lạnh. À, trong rừng lạnh, à, rồi rồi rồi. Nghĩa là cái con ngõ đấy vừa đi từ trong TV này đi ra các bạn ạ. Nghĩa là mình vừa đi từ trong TV đi ra đó các bạn. Thế rồi con ngõ đi hay mình đi? Thế là mình đi trong con ngõ đi ra. Ờ, okay. Mình đi trong con ngõ mà con ngõ ở trong TV nha các bạn. Ờ, đấy. Đấy, đấy, rồi. À đây anh đang di chuyển đây đúng không? Đúng rồi, hơi bị ảo ma Canada. Ừ, ok, cái game này cảnh nó rất thật luôn nha các bạn ơi. Hình như đang có gió. Đúng rồi, và mình sẽ trong vai em bé này. Đấy, em bé BQ Thành đang đi trong rừng. Lang thang trong rừng rồi xong. Không biết làm gì đây luôn. Nhiều lá khô rơi rụng nha các em. Và mình chưa có chơi qua phần 1 nên bạn nào biết cốt truyện hãy bình luận ở dưới nhé. Như là mình phải nhảy qua này. Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi, hình như là một con... Con mực hả? Không phải con mực, như một cái đống gì đấy mà rất nhiều ruồi nó bâu các bạn ạ. Hay là xác chết của một con gì đấy? Ờ, con mực, em nghĩ con mực. Con mực ở trong rừng, em ảo à. Con mực chỉ có ở biển thôi. Ô kìa, có một cái hộp kìa. Như một cái, mấy cái lồng bẫy á, lồng nhốt. Lồng nhốt như kiểu ở đây có những cái dấu tích của người cái... đi săn á. Thảo nào có những cái con kia là cái xác của con động vật gì đấy các bạn. Đây có một cái trong rừng mà có là một cái ống cống hay ống gì này ở dưới gốc cây này. À chúng ta phải kéo lên. Cố lên Thành ơi, cố lên. Úi giời, kéo mãi không được các bạn. kéo lên. Không được à? Nặng quá. Rồi. À ui hay quá. Nó nặng quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chui vào trong này. Một cái đường hầm tí hon luôn. Vậy là hình như là không chỉ có mình mà còn có rất là nhiều những người khác từng đến đây nên có thành một cái đường hầm đúng không? Ờ. Và mình là người tí hon đó các bạn, chứ không phải là người như bình thường đâu. Đây này, các bạn thấy không? Có một đôi giày to đúng bằng người mình luôn. Ui, một cái túi kia em đoán là những cái xác đó. Trời ơi, kinh quá à. Ui, kinh quá. Ôi, đi qua chỗ này đi, kinh quá à. Eo ơi. Vừa vào đã bị dọa rồi các bạn ạ, trông hơi bị kinh dị đấy. Không biết là tí có ai bắt mình bỏ vào đấy không được không? Mình không muốn làm món ốc như thế đâu các bạn ơi. Mình chỉ muốn làm một món ốc bình thường thôi. Như thế này chắc chắn là sẽ có cái gì đó sẽ theo đuổi mình. Ăn thịt mình. Rồi đâu đây? Một cành cây mục, cành cây gỗ mục nha. Không phải cành cây đâu các bạn ạ, là cả cành cây đâu các bạn. Cả cái cây luôn, trời ơi, hay quá. Nhảy xuống. Rồi. Mình cứ theo đường mình đi thôi. Khám phá xem có gì. Không nhảy được lên luôn. Đây. À rồi rồi, ok. Lên được rồi. Ui lại có rất là nhiều những cái con động vật gì đấy các bạn ơi. Kiểu nó bị thối rữa đó. Đây anh để ý là như kiểu có cái bẫy các bạn nhìn thấy bên trên không? Mình vào là cái là mình sập bẫy đúng không? Để anh thử nhá, thử thôi. Úi giời. Thử đây, xem đúng bẫy không. Biết là có bẫy rơi xuống rồi nhưng mình vẫn nhảy ra được. Đấy, các bạn thấy đẳng cấp à? Đấy, trèo qua bẫy luôn nha. Ào. Không hiểu sao ai đặt bẫy ở đây ta. Thì là những người đi săn đó, ở trên này liệu có bẫy không? Ui. Ở trên kia là cái gì? Mình phải
nhảy lên tường này nhưng mà không nhảy được các bạn ạ. Ở đây có một cái thùng, chắc là mình phải đẩy nó. Đó, đẩy được này. Đẩy. Rồi. Rồi sao nữa? Rồi lại kéo. Đúng rồi, phải kéo ra chỗ bức tường kia thì chúng ta mới có thể là trèo lên được chứ. Nó sẽ trở thành một cái bậc đó các bạn. Này thấy là cái áo của ốc là gần giống màu khu rừng đúng không? Em tính đi vào rừng. Đúng. Cái lối đi nhỏ ở trong cái chỗ này, đi ra xem có gì không. Mình phải chui ra khỏi những cái rễ cây. Cẩn thận. Chạy. Chạy đi, ấn X để run. Đang chạy đây. Ôi giời. Nó lăn nhanh lắm đấy các bạn, trông thế thôi. Nhưng anh phải giữ phím X để anh đang chạy rồi mà. Run để sprint, tức là anh đang chạy mà. Đây này. Vĩnh biệt tù. Các bạn, nó lăn nhanh thật sự chứ không phải nó lăn nhanh chậm đâu. Mình kiểu phải đúng một lúc đấy mình phải chạy luôn. Chạy. Xong rồi Thành ơi. Ơi Thành ơi, hay quá. Các bạn thấy không? Nó lăn đúng cái nhịp mình nhảy ra thì nó mới dừng á. Tuyệt vời. Chứ không phải là mình chạy một cái là mình thoát được đâu. Rồi xong. Lại có bẫy kìa. Trên này là có không phải bẫy bạn ơi. Cái này nhìn như cái thòng lọng ấy. Kiểu ôi, thôi, cái này mình tránh đi nha. Tránh đâu, hình như mình phải đu qua cái đấy để đi đây. Đây có một cái cây nhá, mình phải đi lên trên này nó đu qua bên kia. Mới được. Đu như tắc răng hả? Mình là người rừng nha các bạn. Người rừng. Mình xem người rừng bên này thể hiện nào. Rồi. Hay quá, rồi xong luôn. Thể hiện trên cái cột điện nha các bạn. Thể hiện dụng xuống bên dưới. Lại làm lại này. Lỗi kỹ thuật thôi. Có cần phải lấy đà không? Không cần đâu. Không cần hả? Ta sẽ lên. Nhảy lên, bám. Rồi, đánh đủ. Trời ơi. Đánh đủ rồi. Hay quá. Rồi. Chuẩn bị nhảy này. Hay luôn. Đây có cái gì đây? Một cái giống như là cái dòng dọc các bạn ạ. Hiểu rồi, chúng ta sẽ làm cái kia hạ xuống để chúng ta nhảy lên nó rồi nhảy qua bên kia. Hay quá Thành ơi. Bây giờ phải quay cái đấy đúng không? Chắc phải quay các bạn. Đúng rồi. Biết ngay mà. Mà trong đấy có cái gì mà sao nắm cái con bọ kia thế nhở? Phải là xác chết gì nữa. Nhảy. Khu rừng này không biết có cái gì bí ẩn mà sao trông nó ghê quá à. Đi thôi. Lại đi tiếp. Đây là một cái cầu treo. Ui, cầu bị gãy rồi Thành ơi. Bây giờ mình nhảy xuống có vẻ mình chết. Đây, bên này có cái bậc này. Đúng luôn. Ngay mà. Nhảy cao quá mình chết chứ đúng không? Đúng rồi, tất nhiên rồi, mình là người tí hon. Rồi, leo lên. Bình thường nếu người bình thường chỉ bước có 2 bước là qua. Nhưng người tí hon thì leo hơi mệt rồi các bạn. Đây chắc là vương quốc của người tí hon đấy. Đi thôi. La cái gì, căng thẳng quá trời này. Ui, có con quạ đó các bạn ơi. Và đây là giày của những người lớn, người bình thường, người khổng lồ á. Mình là người tí hon. Rồi các bạn ơi, đây có đống gì con quạ đang vừa ngồi ăn. Lại có một cái bẫy này. Dây đó. Rồi sao bây giờ mình sẽ làm thế nào? Cái bẫy này không phải như lúc nãy các bạn. Bẫy này còn cái nịt rồi Thành ơi. Nó cái bẫy ấy các bạn ạ, nó giật mình phát lên là mình chết queo luôn. Hiểu rồi, chúng ta có thể sử dụng cái giày này để ném vào cái bẫy đấy không nhỉ? Đúng rồi, để là bẫy, nó sẽ bẫy cái giày đó các bạn, xong đấy mình đi qua đúng không? Đúng rồi. Rồi, lên đi. Chắc chỉ cần ném một cái là được rồi ấy. Bẫy luôn được cái giày. Những người thông minh khó tiêu diệt thật nhỉ. Tất nhiên rồi. Mỗi tội là tiêu diệt lần này cũng vài lần rồi. Lỗi. Rồi, xong chúng ta đi vào trong này. Có gì nào? Đây này thấy mấy cái cây cỏ như là cỏ lavender các bạn. Mà cảnh game này trông khá là đẹp nha các bạn. Đúng rồi, mỗi tội nó hơi âm u, hơi tối á. Bẫy thú nè. Bẫy thú, bẫy gấu đó. Có những cái mồi ở trong cái bẫy luôn các bạn. Và có những cái bẫy thì đã được sập vào rồi. Ôi là trời. Ôi cẩn thận nha. Cành cây cắm vào nó sập kìa. Cành cây. Rồi.
đúng không? Có một cái bẫy ngay cái lối mình đang đi kìa. Chắc là mình phải lấy cái cành cây này mình... Đó. Đấy, mình sập vào như là cái bẫy đó. Ôi giời, đã đến trong bẫy đâu mà đập, đập cái gì? Lôi. Ôi trời ơi, đây đập cái bẫy. Ôi, hay quá Thành ơi. Rồi, đi thôi. Đấy, người nhỏ đến mức mà chúng ta có thể rút ở trong cái thân cây luôn các bạn. Đây có rất nhiều những cái hộp gì không hiểu sao. Ui giời. Ui giời ơi, đánh cái gì đây? Ông để ý kỹ không? Em thấy ở chỗ kia nó có cái bẫy không nhỉ? Bẫy gấu kìa. Ừ, rồi sao nữa? Anh nghĩ là trong cái đám này có bẫy. Đó. Ồ, nhiều thế này may quá. Thôi anh thì thông minh đúng không? Đây. Chỗ này anh nhiều máu đúng không? Tất nhiên rồi, nhìn kìa đấy, nhìn kỹ thấy mấy gấu. Ờ đúng rồi, nhìn kỹ mình thấy là có mấy cái ấy nha, mấy cái nhọn nhọn gai nhọn lên nha. Đấy. Ồ hay quá Thành ơi, chắc phải ném thêm, em thấy vẫn còn đó. Cả cái khu này hình như là bẫy hết các bạn. Ừ, người ta che bằng cái lá cây khô rụng xuống. Ui trời ơi. Cắm bẫy thế nhở, không biết ông nào, ông nào đặt nhiều bẫy ở đây ta. Đấy, một cái bẫy đây này. Ui, tí thì nó sập vào mông. Sợ, thật đấy các bạn. Đây đúng không? Đúng rồi. Ủa, thế cứ chạy trong rừng mãi này hả? Không thấy cái gì hả? Có chỗ này sáng thế ta. Vừa nói xong thấy luôn một ngôi nhà đây các bạn. Ui. Nhà của ai lại ở trong rừng? Chạy ra cái chỗ sáng tí đi, chạy cái đâm đầu ở cái chỗ tối à? Anh thì... Ai, cái người này hình như là thợ săn đó. Ờ đúng rồi các bạn, từ nãy giờ mình đi toàn là bẫy các thứ. Ừ. Xong cuối cùng đến nhà ông này. Đây, có cái móc như kiểu là làm mồi bẫy á. Ừ. Với là rất nhiều những cái lồng bẫy này. Đúng. Chúng ta phải đi vào nhà. Ừ. Mở được cửa. À đây có lối trèo. À có cửa sổ kia. Lối trèo. Ôi, cửa sổ mở nha các bạn ơi. Nhà ông thợ săn, chúng ta vào nhà ông thợ săn. Ui, nhưng mà ông ấy không có nhà. Cái gì đấy, trên bàn có món ông gì? Ông đang nấu những cái món đồ ăn đó. À. Eo ơi, nấu món này kinh quá à. Ui các bạn, đây thấy gì không? Đây là món lòng rồi. Lòng lợn. Ốc chỉ muốn ăn ốc thôi, không muốn ăn lòng rồi đâu. Ôi, ông này nấu ăn kiểu gì mà bốc mùi này, ruồi bầu đầy này ông cũng không, ăn được. Em nghĩ ông ấy có nhà, em biết vì sao không? Ừ. Vì bếp đang đun nước. Ờ nhờ. Đúng không? Nếu không có người ở nhà thì người ta sẽ không dùng bếp đâu. Nhưng ông ấy đang ở nhà đó. Ôi, hy vọng là không gặp ông ấy. Mà gặp ông ấy không biết có bị làm sao không? Hầm. Đây là xuống hầm. Ừ, tầng hầm của ngôi nhà. Rồi tầng hầm này là nơi có một cái bàn may và những cái vải sợi bông nha các bạn. Chắc là ông may quần áo này. Ừ. Lấy được con dao này không? Không lấy được con dao này. Ừ. Có quận len này. Ừ đúng rồi. Quận chỉ này. Ôi. Có một em bé tí hon nữa kìa. Đang quay cái gì á, như kiểu hòm nhạc đúng không? Hay là quay sợi, quay thành những cái sợi len, sợi chỉ. Ờ, chắc khéo bị bắt vào đây để làm này. Ờ, làm nô lệ cho ông này đó các bạn ơi. Ờ, bây giờ làm sao mà cứu được nó ra ta. Rìu. Ờ, cây rìu. Có cây rìu, có cây rìu. Hy vọng lấy phá được cái... cửa. Ờ, đúng rồi, chắc là mình lấy cây rìu các bạn ạ. Rồi, lấy được cây rìu này. Cẩn thận trước khi phá cửa là anh rơi rìu vỡ đầu nha. Sao, bạn thấy không? Mình là người tí hon nên cây rìu của mình nó to gần bằng người luôn rồi. Ừ, đúng rồi đó. Đấy, thế bây giờ anh sẽ là nhân vật này. Rồi. Còn ốc sẽ là ngồi quay chỉ bên trong. Ốc quay chỉ. Ôi, em bé nó sợ kìa anh ơi, em bé nó sợ kìa, em bé nó chui vào trong gầm giường. À đâu, gầm bàn, gầm ghế gì đó. Hello bạn ơi. Ui, anh ơi, bạn ấy còn vẽ lên những cái tấm gỗ kìa. Ờ, vẽ hình người. Mình cứ tưởng có mỗi mình ở trong đây, hóa ra còn có một bạn nữa. Hình như bạn này là cái bạn nhân vật chính trong phần 1 thì sao á. Ồ, vậy hả? Và bạn đã bị bắt rồi. Hello. Ui, bạn ấy sợ mình kìa, đáng thương quá các bạn ơi. Cầm tay anh nghe. Xong nó đạp mình ngã vật từ luôn các bạn. Ôi, chạy đâu ấy, nó chạy đâu á. Đuổi theo. Đợi mình với bạn ơi. Chạy lên kìa. Nhanh chứ nhở. Ừ. Ở đâu? Chạy theo nó nhanh. Hình như là nó muốn chạy thoát đó. Ờ, chắc nó dẫn mình chạy thoát khỏi ngôi nhà này các bạn ạ. Ừ, đúng rồi đấy. Ui. Cái gì cơ các bạn ơi. Đây hình như chỉ là những cái mô hình thôi. À, mô hình, ok. Kìa, nhìn cái cổ xem.
Đây, ờ, đúng mô rồi. Hình được làm bằng sợi bông nhé. Rồi 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 rồi, em sổ sởn ra gà rồi nha. Trông ghê quá à? Không, không biết ai làm mô hình mà trông ghê quá. Lên 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 đi. Ờ, bình tĩnh. Ê, cái mắt của thằng bé kia nó lòi bông ra kìa các bạn. Ừ, đúng rồi đó. Như kiểu mấy con búp bê. Ờ. À, em bé này chờ mình nha, em bé đến đây chờ mình. À, à. Đây là cái gì? Ờ, từ từ, nó đang làm gì kìa, nó đang... Nó đang bảo mình calm down, bình tĩnh lại. Bình mình tĩnh. Đang bình tĩnh. Ô, à? Nó gọi mình kìa, nó bảo lại đây. À, đấy, nó gọi mình, nó gọi mình. Ông ơi. À, nó đỡ mình lên để mình đua đấy. Ồ, bạn này muốn giúp mình đó. Không phải bạn ấy chỉ biết đến bản thân bạn ấy để bạn ấy chạy đâu. Rồi. À. Rồi, mới cầu thang nha. Rồi sao nữa? Bên này có cái cửa này nhưng mà không có chìa khóa sao ấy. Rồi. Cửa này bị khóa mất tiêu rồi. Chắc là phải lên cầu thang. Đúng. Căn nhà này cũ. Có mỗi lối đi vậy thôi. Cầm đôi giày. lên đi. Đó, lên rồi. Lên không bạn ơi? Có, bạn sẽ lên mà. Đấy, coi đấy như là ốc nha các bạn. Còn anh cứ thành ngầu này, ốc trông như con chết rét. Ồ, đây là kho của ông ấy nha các bạn ơi. Ông ấy có ba lô LV à? Đây là van ly, không phải ba lô. Trời ơi, ông ấy là người săn nhưng mà ông ấy đi du lịch được mà. Đây. À. Ui. Để ra đây để nhảy lên kìa. Nhìn con mano canh để mặc quần áo, may quần áo đó. Ông nghề thợ săn, ngoài làm nghề thợ săn, ông ấy còn làm nghề may vá. Ừ. Ui, cái gì đấy? Ở đây là, má trời ơi, chân người kìa, tôi đi Thành ơi. Hình như vẫn là các hình nộm thôi, nhưng mà sao trông ghê thế này. Thế á, tưởng ông ấy ăn thịt người chết ngay. Chìa khóa kìa. Ờ, thế thì chắc là nó liên quan đến cái dòng dọc á. Bây giờ mình phải quay dòng dọc. Ơ, nhưng mà cái dòng dọc nó không có cần quay các bạn ơi. Chỗ nào nhảy được? À, hiểu rồi. Ờ. Đấy, cái bạn kia đang bảo là lại đây mình đẩy bạn lên này. Ừ. Đó. Nghĩa là bên trong này chắc chắn có cái dòng dọc, cái cần dòng dọc rồi. Ờ, chui qua đây. Ui, ai đây? Ai đấy nhở? Lại mô hình hả? Đúng rồi, mô hình các bạn thấy không? Trên vai nó kìa có sợi bông kìa. Ờ, mô hình. À, ông này làm búp bê hả? Ờ, chắc ngoài làm nghề thợ săn còn làm nghề búp bê các bạn. Ờ, đúng rồi. Làm búp bê bằng bông. Búp bê bằng bông hay má không? Ôi trời ơi, rụng cái tay luôn, trời ma ơi. Búp bê này kinh quá à. Ông này đúng là không có khiếu thẩm mỹ, cứ đi làm búp bê không à? Ừ. Làm búp bê con nào cũng xấu hoắc, trông kinh dã man con ngan luôn á. Bây giờ mình lấy cái chìa khóa để mình mở cánh cửa kia nha. Ta sẽ mang cái này qua để cho vào cái kia để quay. Đấy, em bé này lắp giúp mình à? Ồ, em bé này tuyệt vời luôn á. Em bé này quay giúp mình luôn. Nghĩa là mình phải nhảy lên à? Hiểu rồi. Lại hiểu rồi, hiểu gì đấy? Đây, chúng ta sẽ bám cái này để nhảy qua lấy cái chìa khóa này. Rồi, hay quá. Lấy được chìa khóa rồi. Đây chắc là chìa khóa ở căn phòng lúc nãy mà mình mở cái cầu thang trên tầng xuống ấy. Rồi, quay lại đấy đi để mở. Cao này sao mà nhảy? À, cái này kéo ra thành bậc. À, trong ngăn tủ này ông ấy để những cái mảnh vải nha các bạn ơi. Đi thôi bạn ơi, chúng ta thoát khỏi đây thôi. Tự nhiên vào nhà ông thợ săn làm gì không biết. Đây mở cái cửa này đúng không? Đúng rồi, hình như là mở cửa này. Chờ em bé đi, chờ em bé mới. Kệ bạn ấy đi. À, em bé xuống rồi, em bé xuống rồi đó. Ôi, nó nhanh hơn cả mình nhớ bạn nhỉ, nó thăm thoát luôn ạ. Ồ, cửa thoát ra hả? Kia là em biết rồi. Cái nhà hình trái tim kia là em biết là nó chính là toilet nha. Các bạn ơi, ông này BD. Toilet làm hình trái tim. Đúng, em đoán là toilet. Ờ, nhưng mà hay là đây là bà thợ săn chứ không phải là ông thợ săn. Ờ, hay là bà thợ săn. Hay là cả vợ chồng ông bà thợ săn. Ờ, ảo thật đấy. Để có vết chân này, vết chân đi, cái hướng vết chân là đi vào cái nhà mình vừa thoát ra. Và không có vết chân đi ra luôn á. Ờ, thế thì đỡ sợ hơn. Đi ra đầu này chắc là không có ai rồi. Ui ồ, một cái nhà kho toàn bẫy luôn nha. Đi khám phá bẫy hả? Không đu qua được. Đây, cái lối đi trên này này, nhìn thấy không? Hãy đẩy cái thùng, À, đến. đúng rồi, chúng ta sẽ đẩy cái thùng này đến các bạn. Sao đẩy được? Cùng cái bạn kia sẽ đẩy được. Chúng ta phải đoàn kết với nhau nha. Ừ. Đấy là ốc nha. Ốc đẩy lên. Rồi đây. Lên nha. Ui. Da thú. Ông này bẫy được rất nhiều con thú. Và ông đang lột da ra để làm quần áo hay làm cái đồ dùng của ông đấy luôn đấy. Đúng rồi.
Không, gặp ông đấy rồi bạn ơi. Ông ấy đang lột da thú kìa. Thế là ông không phải là bà đúng không? Không biết là ông hay là bà, có nhìn rõ mặt đâu. Thật phát hiện nha. Có súng kìa, trời ơi. Tất nhiên rồi, thợ săn phải có súng chứ. Súng chứ. Ui trời ơi. Đồ ăn hại. Ông ấy dùng cái cà súng ông bọc vào mình chết luôn các bạn ạ. Thôi rồi, chúng ta phải đi thật khẽ này, đi xa xa ông ấy ra. Đi vòng vòng. Ý, ông thợ săn tha cho cháu. Ông này như người đầu cái đầu đội bao tải đó các bạn. Ờ, vì như kiểu ông phải che đầu lại để cho đỡ máu bắn lên mặt của ông ý đúng không? Không biết. Còn thoát rồi các bạn ơi, thoát rồi, hay quá. Ôi dồi ôi. Cái gì đây, bình đấy. Ôi, ôi, cẩn thận, ông ấy kìa, ông bắn nó. Ôi. Trời ơi, ông bắn nó kìa. Trời ơi, thành rồi. Chúng đạn rồi. Ông vác súng ra thì ai chơi lại. Chạy. Chạy kiểu lắc léo một tí. Đây. Trốn. Bạn ấy, bạn chỉ là mình phải trốn vào sau như thế này. Rồi, ok, hiểu rồi. Ê, ông thợ săn. Rồi, đi tiếp. Ui, ông ấy đuổi kinh khủng luôn đấy các bạn. Đây, có hàng trốn. Nằm yên, không nói gì. Ui dồi ôi. Mà để ý kỹ nhá, ông này cũng là người bông. Đây là thế giới người bông à? Ồ, thế giới người bông à? Các bạn nhìn cái tay của ông ấy sắp bị rụng ra luôn rồi. Đấy. Ui, ông ấy sẽ quay về hay là ông ấy sẽ làm gì đây? Ui, sao bạn kia lại bò lên? Đừng bò lên mẹ em ơi. Ngó thôi. Đi xuống đi, ốc ơi, đi xuống đi, em ngó đếm gì. À thưa đây. Mới chạy đâu rồi ạ? Đây. Đi trước đó. Ông đang đi dùng đèn để soi tìm tụi mình đấy. Mình đi vào chỗ tối thì mình sẽ bị... Ôi. Cái con quạ kia nữa chứ, mình đang đi tự nhiên nó bay lên. Nghĩa là bây giờ mình núp được dưới cỏ nha các bạn. Đúng rồi, và ông ấy soi đèn đến đâu thì mình phải náo xuống. Và không cử động gì. Đấy, cẩn thận. Tiếp. Sợ quá à. Bây giờ mà ông nhìn thấy ông bắn cho phát thì quy tiên luôn. Chỗ này hết cỏ nha, hết ông, cỏ cả. Ông tha cho cháu ông ạ. Đây. Hay, chạy thật nhanh đi. Hay. Thành ơi, trời ơi, suýt soát luôn ấy. Chạy. Ui chạy đi bạn ơi, ông ơi, em làm gì đấy? Em đang nhảy hơi đây, đau chân tí đó. Chuồn. Ồ, đây có một cái hang của con chuột à? Hang động rất là hẹp luôn nha. Tự nhiên có hàng ở đây, chắc là con chuột hay con gì nó đào các bạn. Mình lợi dụng để mình đi thoát, chắc là thoát khỏi ông đấy rồi đấy. Thế mình sẽ thoát khỏi luôn cái trò chơi này chưa? Chưa. Thế á? Lại mấy cái rễ cây. Thế là từ nãy giờ vẫn đang trong rừng các bạn ạ. Vẫn chưa thoát khỏi rừng luôn. Biết game này có thoát khỏi rừng không? Rồi sao? Cầu lại gãy. Dưới là vực sâu. Bạn kia, bạn ấy có ý tưởng gì không ta? Nhảy đi bạn. Điên quá à, Thành ơi. Đây, chỗ này hình như kéo được sao này. À vậy luôn hả? Đúng không? Kéo được. Cái cầu lên. Đấy, ốc vẫy tay bảo kéo đi để ốc nhảy gì. Nào rồi, nhảy xem nào. Ốc nhảy sang bên kia rồi, ốc kéo anh thì anh lại nhảy được sang. Đâu, ốc kéo rồi gì? Ốc kéo bên kia lại như vậy á. Bên kia đâu có kéo được, có mỗi bên này kéo được thôi mà. Phải gọi. Anh có gọi ốc đâu mà ốc quay lại. Hey. Bây giờ anh phải nhảy qua để ốc kéo anh lên đúng không? Đúng. Rồi, lấy đà các bạn ơi. Lên đi Thành ơi. Suýt soát luôn các bạn ạ. Tuyệt vời luôn ạ. Khoảng 1cm nữa là anh có đành rơi xuống vực chết queo luôn. Rồi, xong. Đâu đây? Vẫn những cái bẫy và những cái thùng nha các bạn. Ui, ánh đèn kìa, mình chưa thoát khỏi ông thợ săn đâu. Vẫn phải náo đi. Ui giời. Cẩn thận. Ông chạy nhanh thật chứ. Thành ơi, anh ơi. Thành ơi, thôi xong anh rồi. Ông bắn rồi, trời ơi, lên đi. Lên. Ông thợ săn tha cho cháu ông ơi. Ông bắn
nổ tivi rồi đó. Trời ơi, nổ tivi luôn. Ôi, ôi ông ơi. Thôi, thoát, thoát, thoát. Ôi, ông ấy đuổi vào tận nhà luôn nè. Trời ơi, Thành ơi, đi thôi. Né thoát tìm luôn á. Ui, ôi, Thành ơi. Bắt súng nhá thì ai chơi. Ồ, chạy, 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 chạy. Ui, đi nhẹ nó sẽ cười duyên, không là sập luôn nhà nha. Ấy ông ơi, ông ra cho cháu ông. Chạy, chạy theo cái ốc đó. Theo ốc, theo ốc. Ông bị bắn thùng đầu bây giờ. Ui. Ui. Rồi, nhảy xuống sông à. Ơi. Ui, không phải là sông mà là một vực sình. Đi, chui vào, chui vào, chui vào đây. Eo, bình quá. Bốc mùi. Ông này nhá, ông mổ thịt xong ông xả nước ra đây ô nhiễm môi trường nhá. Đấy, ông đang tìm. Tôi báo công an. Mà đây chẳng có công an đâu các bạn ạ. Mình bây giờ chỉ việc quan trọng nhất là thoát khỏi ông này rồi. Đấy, nhìn mặt kìa. Ơ quá. Ông đang tìm mình đó. Để mình đi được. Đi được rồi đấy. Ừ, ông đi qua là mình đi được. Ồ, mình có thể ngụp nặng ở dưới đây luôn các bạn. Ngụp lặn. Ngụp nặng nữa, nặng cái gì không biết nữa. Ngụp nặng này. Đó, xong, ông đang xong. Tìm bên trên, mình phải đi xuống dưới, mình sẽ an toàn. Thế chắc ông thấy mình sẽ phải lặn xuống dưới nước các bạn. Đúng rồi. Còn bây giờ mình cứ đi thôi, lặn 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 lặn. Có gốc cây, có gốc cây. Ôi, ông bắn rồi. Này thì gốc cây này. Ô ô ô ô. Ông nạp đạn. Ồ, rồi rồi, đi tiếp đi, đi tiếp đi. Ông đang không biết. Mình mà ngụp lặng lâu là mình sẽ cũng sẽ bị ngạt thở đó các bạn. Ui, ông ta biết mình đến đây rồi. Ôi ôi, ông thợ săn ơi. Lên đi, đi tiếp đi. Được. Chỗ này quá rộng là mình có thể đi đây này, thấy không? À, từ từ. À, ốc đang bảo mình lên cái đẩy cái cây cái đổ xuống kìa. Ôi, trên cái cây còn hình trái tim mũi tên. Ờ, kiểu tình yêu xuyên qua tim đấy các bạn. Rồi, chạy rồi. Không được chết. Rồi, lặn 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 đi, lặn đi. Ông hết sỏi rồi. Rồi, ok. Thoát rồi, thoát rồi. Thôi, đây, bắt đầu leo, 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 leo lên, leo lên. Cái ông thợ săn này đuổi dai thật chứ. Lại con quạ nữa. Đuổi từ nãy giờ mà ông không tha cho mình luôn. Tìm bằng được luôn. Tất nhiên rồi. Ông ấy muốn bắt mình làm nô lệ như là lúc mà bạn này, bạn ấy bị làm nô lệ đó. Đóng lại con quạ là sao? Quạ nó không sao đâu. Đi xa ông ấy mà. Đừng để con quạ nó bay nhá. Ông ấy mà nhìn thấy là mình chết chắc luôn. Không, đừng để con quạ nó bay luôn. Bắn vào thùng rồi, chạy. Ui. Thành ơi, sao anh không chạy đến nó cạnh em? Ờ, nhưng mà anh đứng ở đấy là nó vẫn khuất cái thùng mà. Khuất đâu mà khuất. Trời ơi. Rồi, cuối cùng thì con quạ nó vẫn bay thôi. Thế là mình hút thẳng đây. Đi gần vào. Đấy, rồi, rồi, đúng rồi. Vào nhà đi. Vào nhà, đây có một ngôi nhà. Trốn, trốn ông tự săn. Đóng cửa vào, đóng cửa vào. Ôi, có súng, có súng, có súng. Ui, mình có súng mình sẽ tiêu diệt ông thợ săn luôn hả? Ui, ông ấy kia. Ui, ông phá cửa. Phá cửa rồi. Ui, ui, bắn, bắn, bắn. Ờ, bắn, bắn. Ờ, Thanh, 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 bắn đi. Nào, bóc cò đi Thanh. Trời ơi. Quá ghê gớm. Ông thợ săn nè. Rồi xong, súng nổ to quá ù hết cả tai luôn. Ờ. Rồi ông tự săn chết chưa? Chắc là chết queo rồi đó. Xin vĩnh biệt cụ, dám đuổi mình. Được rồi, không nhìn được các bạn ạ. Có nhảy ra được không? Không. Không nhảy được rồi. Nghĩa là mình đã tiêu diệt ông thợ săn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thoát khỏi cái ngôi nhà này đúng không? Thoát khỏi ông thợ săn, thoát khỏi ngôi nhà này. Rồi, xong, đi ra thôi.
chúng ta sẽ đến một cái dòng sông. Đẩy cái này, đẩy cái này. Đây là một cánh cửa đó, một cánh cửa mục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bơi đến một nơi nào đấy không biết nữa. À. Và chắc là có lẽ tụi mình sẽ làm cái game này ở trong tập sau, cái đoạn này ở tập sau đi ông đi. Và có lẽ bọn mình sẽ dừng video tại đây bởi vì là cũng khá là dài rồi. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo trong tập mới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hãy nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Đúng rồi, nếu các bạn thấy thích tựa game này thì hãy bình luận ở dưới để tụi mình làm tiếp những tập mới. Và nghe sợ nói các bạn. Tập sau chúng ta sẽ gặp cô giáo cổ dài đó. Sợ quá. Nhớ like và đăng ký kênh, like thật nhiều thì chúng ta sẽ có tập mới để xem. Bye bye, bye.